Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Mạng lưới giao thông của Hà Nội đã và đang từng bước được hoàn thiện theo quy hoạch, đặc biệt là trong những năm gần đây. Tuy vậy thì vẫn còn đó nhiều dự án rơi vào bế tắc hoặc là triển khai ròng rã nhiều năm trời mà vẫn chưa xong, với cái nguyên nhân chính là vấn đề giải phóng mặt bằng. Hôm nay thì mình quay trở lại khu vực quận Nam Từ Liêm để nói về một cái tuyến giao thông như vậy. Dự án đã trải qua quãng thời gian gần 10 năm nhưng chưa hẹn ngày về đích, dù chỉ dài khoảng 800m. Đó chính là tuyến đường nối đường Đỗ Đức Dục và đường Mễ Trì của quận Nam Từ Liêm. Điểm đầu của tuyến đường này là giao cắt với đường Đỗ Đức Dục, đối diện khách sạn JW Marriott, còn điểm cuối là giao cắt với đường Mễ Trì. Đoạn tuyến này dài 800m trên địa phận phường Mễ Trì của quận Nam Từ Liêm. Đặc biệt đây là một trong số 3 dự án giao thông liên tiếp nhau, bao gồm cả đường Vũ Quỳnh kéo dài, đường Trần Hữu Dực kéo dài nối với vành đai 3 ở chỗ công viên CV1 Cầu Giấy. Mà nếu hoàn thành đồng bộ cả 3, nó sẽ tạo thành cái tuyến đường mới thông suốt từ đường Tố Hữu đến đường Phạm Hùng, giúp đi lại thuận tiện và giảm tải phần nào cho đường vành đai 3 đi thấp đoạn Khuất Duy Tiến Phạm Hùng. Và quan trọng hơn là đường nối Đỗ Đức Dục với Mễ Trì khi hoàn thành sẽ giúp giao thông đi lại các cụm dân cư dày đặc của phường Mễ Trì Thượng, Mễ Trì Hạ, phường Đồng Me đỡ ngột ngạt suốt bao nhiêu năm qua. Dự án đường nối Đỗ Đức Dục với Mễ Trì được quận Nam Từ Liêm chuẩn bị đầu tư từ những năm 2014. Đây là một trong 5 tuyến đường khung của quận Nam Từ Liêm nhằm cải thiện điều kiện giao thông, giúp phát triển kinh tế và hạn chế cái ùn tắc giao thông. Cách đây hơn 1 năm khi mình qua đây thì dự án đang triển khai mạnh ở giữa tuyến như thế này. Trong khi đó thì quận Nam Từ Liêm đang ra quân đồng loạt giải phóng mặt bằng ở nhiều khu vực, trong đó có cả ở trên đoạn tuyến của dự án dưới đây. Lúc đó thì mình đã từng nghĩ là dự án này có lẽ sẽ sớm hoàn thành. Tuy nhiên thì hiện tại các bạn cũng thấy là nhiều đoạn chưa được giải phóng mặt bằng xong, công trường thi công thì vẫn còn rất là ngổn ngang. Tuyến đường có chiều dài hơn 800m, mặt cắt ngang là từ 30m đến 48m theo quy hoạch. Nguồn vốn thực hiện dự án là từ ngân sách thành phố và quận Nam Từ Liêm với tổng mức đầu tư hơn 264 tỷ đồng. Con số này hiện tại có lẽ là không đủ để giải phóng mặt bằng, chứ chưa nói đến chi phí thi công. Thế nên có lẽ đoạn tuyến này mới long đong đến như vậy. Đoạn này là phố Đồng Me giao cắt với Mễ Trì và cùng với phố Vũ Quỳnh tạo thành một cái ngã tư. Tuy vậy thì ngay cả dự án giao thông nối với phố Vũ Quỳnh sau mấy năm qua mình thấy vẫn chưa thông, cũng với nguyên nhân tương tự. Đây là toàn cảnh nút giao với đường Mễ Trì và hình hài của tuyến đường nối Đỗ Đức Dục với Mễ Trì sau gần 10 năm. Ở hai bên là hai khu dân cư dày đặc của quận Nam Từ Liêm. Mình vẫn nghĩ là dường như các cấp ban ngành đã bỏ lỡ những cái thời điểm vàng để giải phóng mặt bằng từ nhiều năm về trước. Và với những dự án kéo dài tương tự như thế này thì càng ngày càng khó giải phóng mặt bằng. Mặc dù mấy năm gần đây thu ngân sách của quận Nam Từ Liêm có lẽ là không nhỏ do có những cái dự án đô thị lớn được triển khai, tuy nhiên thì việc hoàn thành hạ tầng khung mình thấy vẫn rất chậm. Phố Đồng Me đoạn giao cắt với Mễ Trì đã giải phóng mặt bằng từ lâu, nhưng công tác thi công hoàn thiện mặt đường thì vẫn ngổn ngang sau 3 năm. Dạo này mình mới thấy đang đào qua đường Mễ Trì để đấu nối hệ thống thoát nước. Mặt đường ở những khu vực đã giải phóng mặt bằng vẫn rất là ngổn ngang, thành chỗ đậu xe rồi tập kết rác thải và vật tư thi công. Ở đoạn giữa tuyến mới thảm nhựa một phần nhưng mặt đường trông khá là dị. Và với tình trạng như thế này, mình nghĩ cần thêm ít nhất một vài năm nữa để có thể hoàn thành được toàn bộ dự án. Ở phía trước các bạn là phố Miếu Đầm dẫn từ cầu vượt Mễ Trì xuống, nối với đường Đỗ Đức Dục. Có thể thấy là đoạn tuyến nối từ Đỗ Đức Dục với Mễ Trì dù chỉ có chiều dài chưa tới 1 cây số, nhưng lại là một mắt xích giao thông quan trọng của cả khu vực. Những tuyến giao thông như thế này khi hoàn thành sẽ giúp các phương tiện đi lại thuận tiện, giảm tải áp lực giao thông cho cả khu vực xung quanh, trong đó có đường vành đai 3 đi thấp. Hy vọng là thời gian tới có những cái tiến triển mới để mình có thể tiếp tục cập nhật video cho quý vị và các bạn ở dự án giao thông này. Thêm một số hình ảnh về đường nối phố Vũ Quỳnh của quận Nam Từ Liêm. Cách đây hơn 2 năm thì mình từng có video cập nhật dự án này, lúc đó đang ở giai đoạn thi công mạnh mẽ. Tuy như vậy thì hiện tại dự án chưa thể giải phóng mặt bằng ở cái đoạn đấu nối dưới kia, khiến cho đoạn đường mới trở nên dang dở và hoang phế.
Dự án đường Trần Hữu Dược kéo dài nối với vành đai 3 đi thấp cũng chưa có tiến triển gì mới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình là Biển của Hà Nội 24 giờ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong các video sau.